Lúc này là hơn 6 giờ. Hôm nay là ngày 18 tháng 12 năm 2022. Hòa trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân phòng chống Covid, thực hiện tốt 5K. Còn 4 ngày nữa là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đó là vinh dự tự hào, ôi màu hoa đỏ Việt Nam. Tiết trời Hà Nội hôm nay rất đẹp. Ở Bộ Quốc phòng, nhà khách 66 gặp mặt kỷ niệm 5 năm, 5 năm ngày của Sư đoàn 1 cho cụ Oanh, cụ Kỳ, cụ Bông và các cụ đã gặp mặt lần thứ 5 năm tại tổ chức tại nhà khách Bộ Quốc phòng. Rất vinh dự tự hào, màu hoa đỏ Việt Nam. Vâng, xin chào các thủ trưởng, các đồng chí và các bạn. Vinh dự tự hào. Chăm sức khỏe cộng đồng của Việt Nam, sự quan tâm Đảng và Nhà nước và Trung ương Hội chăm sóc sức khỏe cộng đồng ngày hôm qua là 17 tổ chức hội thảo tại 35 Hùng Vương. Hôm nay quân lại lên đường về với Sư đoàn 1, các thủ trưởng và các cựu chiến binh và các đồng đội để phát huy những truyền thống năm xưa, uống nước nhớ nguồn. Lúc này là kỷ niệm 55 năm ngày của Sư đoàn 1, chỗ cụ Huỳnh Đắc Hương và cụ Oanh và cụ Kỳ và cụ Bông. Lúc này phóng sự chúng tôi là tiếp tục về với Sư đoàn 1 kỷ niệm 55 năm vinh dự tự hào. Ôi, nay là ngày 18, còn 4 ngày nữa là ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, vinh dự tự hào. Cựu chiến binh Việt Nam, anh hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều cựu chiến binh Việt Nam là phát huy những truyền thống uống nước nhớ nguồn. Hôm nay là rất nhiều sự kiện của quê hương đất nước, đặc biệt là những sự kiện tôi đã về với Sư đoàn 1 của cụ Huỳnh Đắc Hương. Và xin chào Thủ trưởng và các cựu chiến binh và tất cả các bạn doanh nghiệp, doanh nhân là vinh dự tự hào. Ôi Việt Nam, Việt Nam, màu hoa đỏ Việt Nam. Dân dân Việt Nam có tinh thần yêu lao động, làm giàu cho quê hương đất nước. Đó là niềm tự hào của con người Việt Nam, sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Trời cao đất rộng bao la, bát cơm tấm áo hương hoa hồn người. Vinh dự tự hào, ôi Việt Nam, Việt Nam, màu hoa đỏ. Hôm nay là ngày 18, còn 4 ngày nữa là kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vinh dự tự hào. Vinh dự tự hào. Điện Biên Phủ trên không kỷ niệm 50 năm. Chào mừng 78 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022. Vinh dự tự hào. Trời cao đất rộng bao la, bát cơm tấm áo hương hoa hồn người. Ngày hôm nay Hà Nội rất đẹp, đẹp trong tầm nhìn của bạn bè quốc tế, năm châu bốn biển. Vinh dự tự hào, ôi Việt Nam, trời nay rất đẹp. Một mùa xuân Noel năm 2022 đang rạng rực trên mọi miền quê, năm châu bốn biển. Nhiều công trình mọc lên như lâm, vinh dự tự hào, nụ cười hòa bình, nụ cười chiến thắng. Kỷ niệm 50 năm chiến thắng Hà Nội, Điện Biên Phủ trên không, vinh dự tự hào. Ôi Việt Nam, Việt Nam, cờ Đảng, cờ Bác, cờ quê hương, mong cờ Tổ quốc đang bay phấp phới trên tuyến đường Lotte ra nhà khách của Bộ Quốc phòng 66. Thật là viện ý thức cộng đồng người dân vẫn thực hiện tốt 5K. Chính bản thân tôi nghĩ bảo vệ sức khỏe là bảo vệ chính như mình và bảo vệ cho xã hội, đó là vinh dự tự hào của người dân Việt.
Hôm nay là ngày 18 18 tháng 12 năm 2022. Hòa trong không khí nhiều sự kiện của đất nước vinh dự tự hào. Lúc này là ngày 18 của sư đoàn 1 ở nhà khách Bộ Quốc phòng 66 Thụy Khê. Các thủ trưởng của sư đoàn 1 từ Nam chí Bắc đã về kỷ niệm 55 năm của sư đoàn 1. Lúc này phóng sự cựu chiến binh chúng tôi đang có mặt ở trên tuyến đường Thụy Khê. Nước Hồ Tây rất đẹp, gió bấc hơi lạnh, nhưng mà người dân Hà Nội lúc này là chủ nhật cũng di chuyển rất nhiều nơi, những nhiều sự kiện của đất nước. Lúc này tôi thấy ý đức cộng đồng của người dân Hà Nội ai cũng thực hiện tốt 5K. Vẻ đẹp thời trang trên đến đường Nguyễn Chí Thanh, nút giao ngã tư của Thụy Khê và Hồ Tây. Đây là những vẻ đẹp của người cựu chiến binh Việt Nam vinh dự tự hào kỷ niệm 55 năm của sư đoàn 1. Lúc này các chị, những cánh bay từ Sài Gòn rồi Phú Quốc, Trường Sa, Hoàng Sa là đấy, rất vinh dự. Dạ vâng, chào các tổ trưởng. Hồn linh thiêng sông núi lúc này. Rừng cây xanh nắng. Xin chào đoàn nghệ thuật. Theo vết chân trần, dấu chân người lính, hôm nay đang về với nhà khách của Bộ Quốc phòng 66. Các chiến sĩ sư đoàn 1 đã dũng cảm tiến công, hạn chế hỏa lực và phi pháo của địch, khiến cho quân Mỹ phải chịu sợ. Phát huy truyền thống sư đoàn 1 anh hùng, các chiến sĩ quân giải phóng đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, tiến công địch trên khắp các chiến trường ở Tây Nam đến Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn trong cuộc chiến. Danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước ghi tặng cho sư đoàn 1, là minh chứng hào hùng cho sự cống hiến, hy sinh quên mình của cán bộ chiến sĩ sư đoàn 1 đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trở lại những năm tháng lịch sử, tháng 3 năm 1965, những đơn vị thủy quân lục chiến đầu tiên của Mỹ đổ bộ vào bãi biển Đà Nẵng, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Giới cầm quyền Hoa Kỳ thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, ồ ạt đưa quân vào miền Nam Việt Nam, tăng cường những vũ khí tối tân nhất cho đội quân viễn chinh. Đã lên tới hơn 180.000 quân, với sự hỗ trợ của hàng chục ngàn lính chiến thuật.
sức mạnh không lực Hoa Kỳ cũng được sử dụng nhằm ném bom phá hoại miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc cho miền Nam qua đường Trường Sơn. Washington quyết tâm bóp nghẹt cách mạng miền Nam bằng chiến thuật tìm và diệt, được chính bộ tư lệnh hỗ trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam bác vị địa chỉ. Đứng đầu là tư lệnh William Westmoreland. Tức là có dám đánh Mỹ không? Ngày nay, chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi lớn nhất của đất nước vào thời điểm đó. Đánh Mỹ và thắng Mỹ ở giai đoạn 1964-1965 là một dấu mốc quan trọng. Ngay từ năm 1964, sớm đoán biết mưu đồ của Mỹ ngụy và nhận thấy tầm quan trọng đặc biệt của vùng đất Tây Nguyên, Ban chỉ huy sư đoàn bao gồm các đồng chí Hoàng Kiệt làm sư đoàn trưởng, đồng chí Huỳnh Đắc Hương làm chính ủy, đồng chí Hà Vĩnh Tùng làm sư đoàn phó tham mưu trưởng và đồng chí Nguyễn Nam Khánh làm phó chính ủy. Thế thì sư đoàn một lên phải tạo ra lòng tin là chúng ta có thể đánh thắng Mỹ. Nhằm ngăn chặn sự chi viện từ miền Bắc cho quân giải phóng, chia cắt Tây Nguyên với đồng bằng ven biển. Có thể vận chuyển hàng trăm binh lính cùng hàng tấn vũ khí trang bị trong thời gian ngắn. Đây là lực lượng cơ động kiểu mới của quân đội Mỹ, thể hiện sức mạnh từ chiến tranh thế giới thứ hai. Nhân lúc quân đội Mỹ đang xây dựng căn cứ, Bộ Tư lệnh B-3 quyết định mở chiến dịch Playman, tiến công địch với phương châm đánh biển diệt biển. Đấu các xã có tiểu đội du kích và dân quân, nhân dân hỗ trợ bộ đội vận chuyển lương thực, vũ khí, bồ cạn, đức cơ, lây thêm, không gian rộng khoảng 1.200 km². Bố trí sẵn ven đường 21 sẵn sàng phục kích để cứu viện. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi là được cái nhiệm vụ bao vây ở phía tây của trại huấn luyện. Hai bên đường 21, máy bay OB-10, L-19 và cả chiến khăn vũ trang là của trung đoàn 20. Đúng nơi bộ tư lệnh mặt trận Tây Nguyên đã bố trí sẵn lực lượng, trung đoàn 320 bất ngờ nổ súng tiến công. Anh Kỳ ơi! That's right. They are dedicated, and they're good soldiers. They're the best I've ever seen. Ngay lúc chiến sự tại Playme đang diễn ra, trung đoàn 66 đang hành quân vào chiến trường. Sau 2 tháng vượt Trường Sơn, các chiến sĩ trung đoàn 66 nhanh chóng vào vị trí tập kết, sẵn sàng đón lõng quân địch. Thượng tá Nguyễn Hữu An sẽ trực tiếp chỉ huy trận đánh quan trọng này. Tháng 11 năm 1965, trung tá Holmore dẫn đầu các trực thăng của tiểu đoàn 1, sư đoàn kỵ binh không vận số 1 bay về hướng Tây, dọc theo sông Yadrang. Họ đổ quân xuống một khu vực chống trải, phía Mỹ gọi là bãi đáp Tia X. Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, khi đó là chủ nhiệm chính trị mặt trận B3, đã mô tả chi tiết kế hoạch tác chiến. Về mặt chiến dịch là phải làm thế nào khi có lệnh tấn công thì xuất kích nhanh, tiếp cận địch, tiêu diệt chúng bằng vũ khí bộ. Nắm các lưng địch mà đánh là phương châm tác chiến được các chiến sĩ quân giải phóng áp dụng. Bộ đội dũng cảm áp sát, sử dụng lưỡi lê tiêu diệt quân địch. Tiếng AK, tiếng hô xung phong, tiếng bom pháo trộn lẫn tạo thành nỗi kinh hoàng với địch. Pháo ở hai căn cứ ở phía đông của Lê Mạc, đông của Bắc Lê Mạc bắn tới. Có thể nói là lần đầu tiên mà mình hình dung ra một cái hỏa lực của thần tài. Bộ đội thì xuất hiện cái địa bàn khói mà nó lại có cả màu đỏ, màu vàng. Thế còn đằng trước xe địch thì nó vừa bắn nó vừa chạy. Hồn nhiệt rằng
vì bị lực lượng quân giải phóng áp sát đánh gần. Các đơn vị quân giải phóng đã tiến công nhiều trận, tiêu diệt hàng trăm lính Mỹ, khiến quân Mỹ phải rút lui khỏi thung lũng Yên Rồng trong sự khiếp sợ. Nguyễn Hữu An và các cựu chiến binh đã tham gia trận chiến năm đó. Hồn Mò đã gửi tặng cựu binh đại tá Vũ Đình Thước cuốn sách với những quyết thắng của quân giải phóng, trở thành nguồn cổ vũ cho quân và dân miền Nam đánh Mỹ. Sau tổng kết chiến dịch, đã đề nghị Đảng, Nhà nước tặng hai huân chương quân công hạng nhất. Đầu mùa khô năm 1966, Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 quyết định mở chiến dịch Sa Thầy trên địa bàn rừng núi huyện Sa Thầy và Đắc Tô, tỉnh Kon Tum, giáp danh biên giới Việt Nam Campuchia. Bước vào chiến dịch, Đảng ủy Mặt trận cử đồng chí Nguyễn Hữu An làm sư đoàn trưởng 88, hỗ trợ sư đoàn là một số đơn vị độc lập thuộc Bộ Tư lệnh Mặt trận của Mỹ và đánh thiệt hại các lực lượng khác và làm cho địch phải phân tán đối phó trên tất cả các chiến trường. Diễn ra 3 tiểu đoàn Mỹ, 2 đại đội quân Ngụy phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, hỗ trợ góp phần cùng quân và dân toàn miền đánh bại cuộc phản công chiến lược của Mỹ. Tổng lương thực dự trữ của cả chiến trường B3 chỉ đủ để nuôi bộ đội một tuần. Gạo năm 1968 chuyển qua năm 1968, thực phẩm còn bị cạn kiệt hơn. Họ mang bệnh tật nhiều khi không phải do bom đạn mà do bị suối cuốn, núi sâu, cây đổ, hổ vồ hoặc bị nhiễm độc vì rau, củ, quả rừng. Thì cái tinh thần đói rất dữ, không cũng bắt đâu, nó bắt đâu người như vậy nữa. Thế thì thiếu lương thực thực phẩm, nhất là sốc rác, mà sốc rác các rừng, đất rừng. Anh em như vậy đưa ngồi chơi như thế này ngã gục xuống mắt là vì cái số. Anh em chỉ còn gạo để đủ nấu cháo, muối thì không có. Nên tâm sự trao đổi với mình nhưng mà sau đó là đã ra đi rồi. Trước tình hình hết sức khó khăn đó, những chiến sĩ bị ốm, yếu, thương binh được thuyên chuyển ra Bắc. Để có lương thực, bộ đội Tây Nguyên đã tìm mọi nơi để trồng sắn, trồng lúa. Gốc sắn, đó là nguồn cổ vũ, động viên kịp thời giúp các đơn vị bộ đội chủ lực Tây Nguyên tồn tại, trưởng thành và chiến đấu. Đối đầu trực tiếp giữa cán bộ chiến sĩ sư đoàn 1 với các đơn vị thiện chiến của Mỹ là lữ đoàn dù 173, sư đoàn bộ binh số 4, lữ đoàn không kỵ số 1 do trung tướng William Kerr tổng chỉ huy. Bộ khung cán bộ sư đoàn 1 được giữ nguyên như chiến dịch Sa Thầy. Trung đoàn 174 do trung đoàn trưởng Đàm Văn Nguyện chỉ huy được tăng cường. Đây là bản đồ chiến dịch Đắc Tô năm 1967, diễn ra tại khu vực Kon Tum, cách thung lũng Ia Drang Cung, phía tây nam căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh. Theo kế hoạch, các đơn vị pháo binh trên dãy núi Ngọc Tang, Ngọc Bờ Biềng sẽ pháo kích vào sở chỉ huy quân Mỹ. Một trong những trận đánh ác liệt nhất được lịch sử ghi lại diễn ra tại một ngọn đồi có tên 87. Chân đồng, voi sắt, đánh giỏi, bắn trúng. Tam chữ vàng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho pháo binh Việt Nam. Bắt đầu
ngày 18 tháng 11, ba đại đội quân Mỹ bắt đầu tấn công đồn 875. Lính Mỹ tiến lên mà không biết những điều kinh hoàng đang chờ đợi họ ở phía trước. Đây là những hình ảnh của các thủ trưởng của sư đoàn 1 cách đây 55 năm. Thật là vinh dự tự hào. Cuối cùng nó không lấy được xác của Mỹ thì nó dùng qua Nhật Bản. Nó đốt luôn cả trận địa của ta và đốt luôn cả cái xác Mỹ. Sau tổng kết chiến dịch, thượng từ cấp tiểu đoàn trở lên trở thành nét phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch. Bước sang năm 1968, toàn miền Nam sục sôi tổng tiến công, tổng khởi nghĩa Tết Mậu Thân. Trung đoàn 209 mũ sắt Hà Nội được bổ sung cho sư đoàn 1 thay thế cho trung đoàn 320 hành quân vào chiến trường Nam Bộ. Trận chiến tại Chitangra đã thể hiện tinh thần dũng cảm, kiên cường. Tháng 9 năm 1968, các đơn vị của Sư đoàn 1 được lệnh tiến vào Đông Nam Bộ. Giai đoạn này, đội hình của Sư đoàn có Trung đoàn 95C, Trung đoàn 18B, Trung đoàn 101C. Phát huy truyền thống anh hùng, các đơn vị của Sư đoàn 1 tiếp tục chiến đấu xuất sắc, mở rộng vùng giải phóng cả ở phía Đông và phía Tây Nam Bộ. Trong căn cứ của Sư đoàn Bộ binh số 1 quân đội Mỹ, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, phá hủy hàng chục phương tiện chiến tranh, gây tiếng vang rộng khắp trên chiến trường Nam Bộ. Tầng 7 có Trung đoàn 209 đã xây dựng tuyến chốt chặn vững chắc, đánh bại hàng trăm đợt tấn công ác liệt của địch để bảo vệ vùng giải phóng và cơ quan đầu não của Trung ương Cục, tạo thế và lực có lợi cho cách mạng Việt Nam trước khi tiến tới ký kết Hiệp định Paris năm 1973. Từ tháng 9 năm 1970, cán bộ chiến sĩ sư đoàn đã tiêu diệt quân Ngụy lon non xâm phạm biên giới, bảo vệ vững chắc nơi đứng chân của các đơn vị chủ lực quân giải phóng, góp phần đánh bại chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ Ngụy. Cuối năm 1974, do tình hình khẩn trương của chiến trường, quân ủy Trung ương quyết định điều một số trung đoàn của sư đoàn về các quân khu, sẵn sàng cho trận quyết chiến cuối cùng nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nhiều cán bộ, chiến sĩ nguyên là những người lính của Sư đoàn 1 cũng có mặt trong đại quân tiến về giải phóng Sài Gòn, hoàn thành thắng lợi cuộc trường chinh 30 năm của cả dân tộc. Xong rồi lấy ra đưa cho đưa phát trên truyền hình ngay nhá. Vâng. Chưa một lần được biết là cha chú, chưa một lần được gọi mong ngưỡng hồ canh được yên nghỉ phù hộ cho tổ quốc bình yên, nhân dân được an lành. Ngày nay công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được khẩn trương tiến hành. Các khu di tích tại Tàu Ô, Xóm Ruột, các nghĩa trang tại Chitangra và Sa Thầy đã được tu bổ và xây mới. Tất cả đã trở thành những địa danh lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ, là nơi những chiến công của các anh hùng liệt sĩ được khắc ghi và gìn giữ. Trên chặng đường 9 năm xây dựng, trưởng thành và chiến đấu, toàn thể cán bộ, chiến sĩ của sư đoàn luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, dũng cảm sáng tạo, kiên quyết tấn công tiêu diệt kẻ thù.
Nhiều tập thể, cá nhân trực thuộc sư đoàn được phong tặng nhiều huân, huy chương cao quý, đóng góp vào bề dày truyền thống tự hào của sư đoàn 1 anh hùng. Sư đồng học, mà sau này nó đi vô là miền Nam, rồi đi đi lên Campuchia, nó cũng hoàn thành cả cái nhiệm vụ. Là một sư xứng đáng là một sư đại nông. Với tư tưởng vạc địch là đánh, tình địch là đánh. Nhiều đơn vị được đọ lửa ở chiến trường Tây Nguyên, sau này bổ sung về các mặt trận, các chiến trường khác đều phát huy và lập công xuất sắc. Đối với ngành hậu cần, chúng tôi từ trung đoàn đến sư đoàn, chúng tôi luôn luôn hoàn thành những nhiệm vụ xuất sắc, bảo đảm cho sư đoàn chiến đấu rất là kịp thời, chính xác. Cho nên tôi rất tự hào, tôi là những người chiến sĩ đã trưởng thành trong những cuộc kháng chiến chống Mỹ được trong cái đội hình của sư đoàn 1 quân giải phóng miền Nam. Ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ, những người lính của sư đoàn 1 năm xưa vẫn nhớ lại những năm tháng hào hùng của đơn vị. Hàng năm, cứ vào ngày truyền thống 20 tháng 12, toàn thể cán bộ, chiến sĩ sư đoàn lại cùng nhau hội ngộ, ôn lại ký ức về một thời khói lửa. Đảng, nhà nước và nhân dân luôn trân trọng, ghi nhận và biết ơn về những cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ sư đoàn 1 vinh quang. Các đồng chí mãi mãi là những tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thời đại Hồ Chí Minh. Còn phải tiếp tục sau đây thì xin mời thủ trưởng và các quý vị đại biểu cùng chúng ta thưởng thức một chương trình văn nghệ do đoàn văn nghệ quân tình nguyện Việt Hảo phục vụ. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu nghĩa lặng hơn nước Hồng Hà Kiểu Long. Tây Nguyên, ca Tây Nguyên.